thấy là thảo trứng dính của cây pha cực kỳ là tốt. Trứng bạn có thể thấy là mình xoay và di chuyển trứng rất dễ dàng, không hề bị bám sát. Cây pha Oliver là một trong những loại thảo được bán chạy nhất và cũng là được người sử dụng đánh giá cao nhất trên Amazon. Có đến hơn 2.000 người đánh giá về 5 sao cho loại thảo này. Tổng số đánh giá đạt 4 sao rưỡi trên 5 sao. Bạn có thể thấy là món thịt ốp lết của mình đã trở nên rất là hoàn hảo với chảo cây pha Oliver. Và bây giờ thì mình sẽ hoàn thiện món trứng ốp lết của mình. Xin cảm ơn các bạn đã xem clip.